Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Tam Kỳ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Hội nghị Thành ủy Tam Kỳ lần thứ 14 đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân 13 tháng 10. Tam Kỳ thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Trí thức trẻ tiên phong trong công tác chuyển đổi số ghi nhận tại một số doanh nghiệp nhà nước. Một số chỉ tiêu năm 2023 của thành phố Tam Kỳ đến nay vẫn đạt rất thấp như thu ngân sách, giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, thành phố đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm. Đó là tinh thần của hội nghị lần thứ 14 Thành ủy Tam Kỳ tổ chức trong tuần qua. Hội nghị nhìn nhận bên cạnh những chỉ tiêu đạt thấp thì 9 tháng qua, Tam Kỳ đã tổ chức rất thành công các hoạt động sự kiện, góp phần phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá thu hút đầu tư. Ủy ban dân thành phố đã chú trọng triển khai các giải pháp thoát nước khu vực nội thị, quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác tổ chức cán bộ được đặc biệt quan tâm. Thành ủy đã điều động luân chuyển 12 cán bộ giữa xã phường từ cấp xã lên thành phố và ngược lại. Nhiệm vụ còn lại của năm 2023, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền rà soát cụ thể chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, có giải pháp quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 đề ra, nhất là các chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân, đầu tư công, cài đặt VNID. Hội nghị lần này cũng đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động, tập hợp, tổ chức sinh hoạt nhân dân ở địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố, và 2 năm thực hiện nghị quyết số 08 ngày 21 tháng 7 năm 2021 về công tác trật tự đô thị gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Thông qua nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Trước tình hình mưa lớn liên tục những ngày qua, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã kịp thời đi kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ lụt, kiểm soát chặt không để người và phương tiện qua lại các điểm ngập nước sâu, chỉ đạo các địa phương hỗ trợ di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho mực nước sông dâng cao, gây ngập ở những nơi trũng thấp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giao thông bị chia cắt. Một số tuyến đường trung tâm bị ngập khiến xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo cho các địa phương kịp thời vận động di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn, lắp đặt rào chắn cảnh báo người dân không qua lại nơi nước sâu, đồng thời theo dõi diễn biến của thời tiết để triển khai phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân. Đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố. Đồng thời, để các doanh nghiệp ngày càng ổn định phát triển, thành phố Tam Kỳ cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất. Hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 2.000 doanh nghiệp và 4.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động. Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại Tam Kỳ, năm ngoái ảnh hưởng của mưa bão đã gây ra thiệt hại về tài sản tổng giá trị hơn 165 triệu đồng. Nhằm thực hiện các hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ đề nghị Phòng Kinh tế thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời tiết, các ngành, đơn vị đảm bảo an toàn các công trình xây dựng, nạo vét khớp nối hệ thống thoát nước, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đối với xã phường, xây dựng phương án 4 tại chỗ, chú ý lực lượng và phương tiện kịp thời xử lý khi có sự cố thiên tai xảy ra.
Trong tuần, Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên Tam Kỳ với chuyển đổi số. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của thanh niên về việc triển khai nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp để bảo mật thông tin của cá nhân khi cài đặt các ứng dụng trên điện thoại, vấn đề tiếp cận, vận dụng đưa chuyển đổi số vào chương trình giáo dục, việc hướng nghiệp ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ và các ban ngành chuyên môn đã trao đổi, trả lời trực tiếp các ý kiến, đồng thời mong muốn tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của thành phố trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức gặp mặt 32 hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu thành phố Tam Kỳ. Các đại biểu đã được lãnh đạo thành phố thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh đó, các chị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tham gia phong trào phụ nữ trong các tổ chức tôn giáo như hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, vận động kinh phí tặng quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt là tham gia phong trào cuộc vận động 503 sạch, phụ nữ Tam Kỳ cử chỉ đẹp sống văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã trao tặng 32 suất quà cho các chị em phụ nữ tôn giáo với tổng trị giá 16 triệu đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức hội thi hùng biện câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật cấp thành phố năm học 2023-2024. Hội thi với sự tham gia của 10 đội đến từ 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi đội dự thi sẽ thực hiện đề tài hùng biện từ 10 đến 15 phút với nội dung dựa trên cơ sở các chủ đề về đạo đức và pháp luật trong chương trình sách giáo khoa môn giáo dục công dân cấp trung học cơ sở, các vấn đề về đạo đức và pháp luật trong đời sống xã hội, tình huống pháp luật gắn với các mối quan hệ của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Thông qua hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học, khơi dậy các giá trị tốt đẹp để giáo dục nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tại hội nghị tập huấn công tác hội năm 2023 do Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ tổ chức, 125 đồng chí là cán bộ Hội Nông dân 13 xã phường và chi hội cơ sở đã được quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2023-2028, nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Chương trình hành động của Thành ủy Tam Kỳ được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Qua đây, cán bộ hội nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông dân, từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt động công tác hội. Ủy ban dân xã Tâm Thanh phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2023-2028. Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến giải pháp để Hội Nông dân xã Tâm Thanh đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 60% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với tổng số hộ đăng ký. Phấn đấu tăng số lượng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp mỗi năm từ 10 đến 20% so với năm trước, trong đó đạt tỷ lệ 5% đạt cấp tỉnh, 30% đạt cấp thành phố và 65% đạt cấp xã. Ủy ban Nhân dân phường An Xuân vừa tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 với chủ đề Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và xã hội trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến người cao tuổi, vận động nguồn lực từ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi Phường cũng đã tiếp nhận 19,6 triệu đồng vào Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương. Hội Người Cao Tuổi Phường Tân Thạnh vừa ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khố phố Mỹ Thạch Tây. Câu lạc bộ được thành lập với 50 thành viên, mục đích giúp đỡ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và các thành viên cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở khố phố. Đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Cuối tuần qua, Ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ Tam Kỳ Runner tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ Tam Kỳ Runner. Câu lạc bộ có gần 500 thành viên. Câu lạc bộ ra đời nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ cộng đồng nâng cao nhận thức trong việc tham gia, rèn luyện sức khỏe, đồng thời khẳng định vị thế của môn chạy bộ trong phong trào thể dục thể thao của thành phố Tam Kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công và các chính sách trợ giúp xã hội là hoạt động nằm trong chương trình chuyển đổi số theo chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thành phố Tam Kỳ hiện đang thực hiện đề án này tại một số địa phương. Hai vợ chồng ông Giả và bà Hiến tại phường Tân Thạnh đang được hưởng các chế độ người có công với cách mạng, lương hưu trí, trợ cấp lao động, mất sức, với số tiền được chi trả khá nhiều. Thay vì định kỳ mỗi tháng, hai vợ chồng phải đến bưu điện để trực tiếp nhận toàn bộ số tiền, thì từ tháng 4 năm 2023 đến nay, ông bà được chi trả các chế độ qua tài khoản ngân hàng. Điều này giúp ông bà cảm thấy thuận tiện hơn. Cô thấy là bắt đầu cô nhận được thẻ, thẻ mà hưu trí thì nhận sớm, nhưng mà thẻ mà chế độ chính sách là bắt đầu từ hồi tháng 4 giờ. Là cô thấy qua thẻ là coi là rất có lợi mà rất là thuận tiện. Thứ nhất là mình ưng rút lúc nào cũng được, chẳng hạn như cô rút trưa, rút tối, rút sáng cũng được. Với lại nếu mình ít lương thôi chứ mình nhiều lương là mình thẻ mình rút được lần, hai lần. Hoặc mình có đi chơi, đi thăm con, đi tham quan các thứ này khác thì mình sẽ đem cái số tiền mình chuyển theo cái khoản, mình đem cái thẻ của mình đi, mình quẹt ở đâu cũng được chẳng hạn. Tại phường Phước Hòa và phường An Mỹ thực hiện kế hoạch chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam đã hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản để nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Và hiện nay, các đối tượng này đều đã nhận tháng lương đầu tiên cùng với tiền truy lĩnh theo lương mới qua tài khoản rất thuận tiện. Giữa thương binh xã hội là giải thích là thì thấy cũng tiện. Là cái là khi mình đi rút á, mà tiền đồng tiền của mình á, khi có là mình ưng rút còn nào rút khỏi cái hàng ngày. Bộ mình đi đâu thì mình không cần mang theo tiền mặt, thấy vẫn cũng có cái tiền. Có tiền rồi thì mình ưng rút còn mua mình rút. Ví dụ đi chơi cô ưng rút cô có học biểu, cô rút 300, rút 500 hay là rút hết cũng được. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Tam Kỳ đã thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách trợ giúp xã hội không qua tiền mặt tại 3 địa phương là Tân Hạnh, An Mỹ và Phước Hòa với tổng số 528 đối tượng chính sách, 1.006 đối tượng xã hội. Tỷ lệ đạt 97% trên tổng số người nhận chế độ. Mặc dù đa số người hưởng chế độ lớn tuổi, bệnh tật, nhưng nhờ chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động, nên hầu hết đối tượng đều thống nhất chủ trương. Hình thức này đem lại nhiều tiện ích cho người hưởng, đó là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại các doanh nghiệp là lực lượng sử dụng thường xuyên trang thiết bị hiện đại và môi trường mạng. Đây chính là lực lượng xung kích áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội, ghi nhận tại một số cơ sở đoàn doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề năm là chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam với mục tiêu là xây dựng Tập đoàn Điện lực trở thành doanh nghiệp số toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Thực hiện mục tiêu này, đoàn viên thanh niên Điện lực Quảng Nam đi đầu trong việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới tại công ty. Nhiều mô hình, sản phẩm chuyển đổi số của đoàn cơ sở Điện lực Quảng Nam được áp dụng hiệu quả trong tất cả các mặt hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên công ty còn tham gia các hoạt động chuyển đổi số tại cộng đồng. Hàng năm thì đối với đoàn viên thanh niên công ty là đã có rất nhiều cái giải pháp, các ý tưởng trong công tác chuyển đổi số được công nhận từ cấp EVN, cấp cổng công ty đến cấp công ty, đem lại hiệu quả thiết thực trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Và trong thời gian đến thì đoàn thanh niên công ty tiếp tục tiên phong đảm nhận xây dựng, triển khai các cái phần việc, các cái nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của công ty, cũng như là thể hiện rõ vai trò của người đoàn viên thanh niên trong cái thời đại số. VNPT Quảng Nam là đơn vị xây dựng và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, cơ quan chính quyền và người dân. Trong đó nổi bật là bộ sản phẩm chuyển đổi số cấp xã với đầy đủ các nền tảng như chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, hay như ứng dụng Smart Quảng Nam, cổng thông tin 1022, ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng hạ tầng chuyển đổi số như thiết lập hạ tầng viễn thông, nâng cấp mạng nội bộ của xã phường, thị trấn, chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ công chức. Lực lượng đoàn viên thanh niên của đơn vị xuống tận cơ sở để triển khai,
hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng những phần mềm ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ, nhân dân. Các bạn đoàn viên thanh niên đấy hướng dẫn thì cũng rất là dễ hiểu. Và đối với những người lớn tuổi mà ví dụ như họ biết biết một xíu thì họ cũng sẽ rất dễ dàng. Vì bây giờ là cái mạng và coi như xã hội rất là dễ, cho nên là ai cũng tiếp thu được hết. Trong công tác chuyển đổi số thì đoàn thanh niên luôn luôn đồng hành cùng với các đơn vị đoàn thể và các hội và các tổ cộng đồng chuyển đổi số tại địa phương, giúp cho người dân nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số, ứng dụng và trải nghiệm tất cả các tiện ích số. Đoàn khối doanh nghiệp trực thuộc thành đoàn Tam Kỳ là đơn vị có quy mô đoàn viên thanh niên lớn tại nhiều đơn vị, lĩnh vực và ngành nghề, có địa bàn trên khắp cả tỉnh. Tại các doanh nghiệp đã thành lập đội tri thức trẻ tình nguyện. Nhiệm vụ của đội là tập huấn cách sử dụng máy tính, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến tại các xã phường. Cụ thể là doanh nghiệp kết nghĩa với xã phường nào thì hướng dẫn cho xã phường đó. Đối với khối doanh nghiệp thì trước tiên lực lượng tri thức trẻ này thì sẽ phát huy được cái tính tiên phong của mình trong các hoạt động là tham gia chuyển đổi số ở cộng đồng. Mà cái cụ thể nhất trong thời gian qua đó là cái lực lượng tri thức trẻ này cũng đã phối hợp với các xã phường trên địa bàn thành phố để tập huấn cho các đội ngũ cán bộ ban nhân dân thôn khối phố rồi các tổ công nghệ số cộng đồng về các dịch vụ công trực tuyến cũng như là tập huấn về các hình thức sử dụng mạng xã hội ở cộng đồng. Trong lực lượng này cũng đã phát huy được cái tính tiên phong trong việc tham gia chuyển đổi số tại cơ quan và tại đơn vị, bàn những cái việc làm cụ thể nhất tham gia trong cái hoạt động chuyên môn, hoàn thành được cái nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan và đơn vị. Đoàn viên thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, đặc biệt là đoàn viên thuộc đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp, những người hiện có trình độ, kỹ năng, nhạy bén với công nghệ. Do đó, ngoài tiên phong trong các hoạt động đoàn, lực lượng trí thức trẻ này đã tham gia tích cực trong công cuộc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, góp phần chung tay nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình Tam Kỳ. Xin cảm ơn, chào tạm biệt quý vị và các bạn.